Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Các bạn thân mến, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lịch sử lớp 12 nhé. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài số 19, bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp năm 1951 đến năm 1953. Bước sang giai đoạn từ năm 1951 đến năm 1953, cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp có sự giúp đỡ của đế quốc Mỹ được đẩy mạnh. Lực lượng kháng chiến của ta trưởng thành về mọi mặt, quân dân ta giành nhiều thắng lợi to lớn và toàn diện, tiếp tục giữ vững quyền chủ động trên chiến trường. Phần 1 lớn chúng ta sẽ tìm hiểu về thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương, với phần 1 nhỏ Mỹ đã can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh. Từ tháng 5 năm 1949, Mỹ đã từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương. Ngày 23 tháng 12 năm 1950, Mỹ cũng ký với Pháp Hiệp định Phòng thủ chung Đông Dương. Đây là hiệp định viện trợ quân sự, kinh tế, tài chính của Mỹ cho Pháp và Tay Sai. Qua đó thì Mỹ cũng từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương. Vào tháng 9 năm 1951, Mỹ đã ký với Bảo Đại Hiệp ước Hợp tác Kinh tế Việt-Mỹ nhằm trực tiếp ràng buộc chính phủ Bảo Đại vào Mỹ. Sau những hiệp định này thì viện trợ của Mỹ chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong ngân sách chiến tranh của Pháp ở Đông Dương. Năm 1950 là 52 tỷ franc, chiếm 19% ngân sách. Năm 1954 là 555 tỷ franc, chiếm 73% ngân sách. Các phái đoàn viện trợ kinh tế, cố vấn quân sự Mỹ đến Việt Nam ngày càng nhiều. Các trung tâm và các trường huấn luyện của Mỹ bắt đầu tuyển chọn đưa người Việt Nam sang học ở Mỹ. Bài học của mình hôm nay cũng đã tìm hiểu về việc Mỹ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương, đúng không ạ? Các bạn nhớ học và ôn tập lại bài học ngày hôm nay nhé. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ở phía dưới để có thể nhận được những thông báo và theo dõi tiếp những bài học tiếp theo của mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.